anh đừng nghĩ chúng tôi tìm không đủ chứng cứ phạm tội của anh thì anh có thể sống nhẫn nhơ như vậy. Tôi nói cho anh biết, anh chạy đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ bắt anh về. Sao hả? Cô muốn giết tôi lắm sao? Cầm dao lên giết tôi đi. Tên khốn này, anh nghe đây, tôi không tin luật pháp không thể trừng trị anh. Em ra ngoài lăng nhăng mèo mỡ thì thôi đi, còn kéo những người này tới đây là lối ôm sộm trong nhà. Em có biết không, nếu chuyện này đồn ra ngoài ảnh hưởng thế nào tới uy tín của nhà họ Trần chúng ta. Tôi làm cái gì liên quan tới anh? Ai kêu ba chỉ tin tưởng tôi? Sao hả? Bây giờ ra vẻ anh hai quản thúc tôi sao? Ai làm ơn coi kỹ lại anh có địa vị trong nhà họ Trần trước đã. Nếu không tại ba nhất định không chịu đóng cửa công ty thịt đông đó. Anh đã đi ăn mài rồi, đừng tới đây lải nhải nữa. Thật ra hôm đó tôi không nên đụng chết con chó, lẽ ra tôi nên đụng chết cả anh. Loại người như anh sống trên đời này chẳng có ích gì cả. Mày có thể sử dụng tao, Ricky là bạn thân của tao, tao cấm mày sử dụng đó. Anh đã nhắc cho tôi nhớ, anh và nó là cá mè một lứa mà. Cả hai đúng là xứng đôi dừa lứa đó. Mày im miệng đi. Các người làm vậy là sao? Tôi có thể kiện các người. Anh Trần Hướng Quang, anh can tội giết chết Trần Hướng Vinh, bây giờ chính thức bắt giữ anh. Đây là lệnh bắt giữ, phiền anh theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Anh Trần, bây giờ anh có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu nói anh nói ra chúng tôi sẽ ghi chép lại, rất có thể sau này sẽ là bằng chứng trước tòa. Các người có chứng cứ gì nói tôi giết nó chứ? Anh cũng may mắn lắm, con dao rọc giấy đã làm cho tay của anh bị thương, nhưng mà trên con dao rọc giấy đó lại không có ADN của anh. Nếu là vậy các người tới đây làm gì? Ban đầu chúng tôi cũng vô cùng thất vọng, gần như muốn bỏ cuộc rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng nghĩ ra, ngoài gì có thể tìm được ADN của hung thủ trên hung khí, còn một chỗ khác đó là vết thương ở sau gáy của nạn nhân Trần Hướng Vinh. Chúng tôi đã nhờ đồng nghiệp bên pháp y và tổ giám định tiếp tục lấy mẫu trên vết thương của Trần Hướng Vinh mang đi xét nghiệm. Sau khi đối chiếu nhiều lần, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được có hai nhóm ADN tuy rất gần nhau nhưng lại có khác biệt rất rõ ràng. Một trong nhóm ADN đó đương nhiên thuộc về nạn nhân Trần Hướng Vinh, nhóm ADN còn lại là thuộc về tên hung thủ, chính là anh. Tại sao mày giết chết con tao? Mày độc ác lắm, mau đền mạng cho con tao. Rồi à, tại sao con làm như vậy? Nó là em ruột của con mà. Nó là em của con, nó có con là anh của nó không? Ba không coi con là con ruột, con không chấp nhất. Ba là ba ruột của con, ba có coi con là con của ba không? Trong thâm tâm của ba chỉ có thằng Vinh là giỏi thôi, thực tế không có sự tồn tại của thằng con ngu ngốc này. Nhưng mà cũng đâu cần gây ra chuyện giết người nghiêm trọng như vậy. Loại người như đó thực tế chết đáng đáng, còn chỉ thay trời hành đạo thôi. Giúp họ giải quyết một kẻ mà luật pháp có thể trừng trị được. Anh sai rồi, cần một người đã phạm tội, luật pháp sẽ trừng trị người đó. Michael, dẫn anh ta đi. Yes sir. Mày đứng lại, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Thằng giết người đã làm sai chuyện gì mà gây ra chuyện như vậy?